Các bạn nhìn rõ không nhỉ? Đây. Các bạn có nhìn thấy tay thầy viết nhá, trực tiếp nhìn thấy tay thầy viết, không khác thầy viết bảng cả. Nào ta ghi nhá. Nay thứ mấy nhỉ? Thứ 7 đúng không? Ngày 31 tháng 7 năm 2021. Đầu tiên thầy chiếu bài về nhà đã. Vừa nãy các bạn bảo thầy chữa câu bao nhiêu nhỉ? Bài mấy nhỉ? Bài 3. Bài 3. Bài 3 là hai bạn Bình và An ấy gì? Rủ nhau đi shopping. Thế là hình như thầy bảo rủ nhau đi mua sắm chứ nhỉ? Hay sau khi Bình tiêu hết một số tiền của mình, An tiêu hết 1 phần 3 số tiền của mình này. Tập tắt lại cái đề bài một chút nhá. Bài 3 này. Hai bạn đi shopping này. Thì nhớ là đây là sau khi Bình tiêu hết các em vào nhớ bật hết cam nha, tắt mic đi. Bình tiêu hết này 1/3, 1/3 số tiền của mình. An tiêu hết 2/5 số tiền của mình. Thì số tiền còn lại của hai bạn bằng nhau. Lúc này mình sẽ số tiền còn lại bằng nhau. Đây là mình đang tóm tắt lại đề bài nhá. Các em ghi lại cả cái phần tóm tắt này. Thì sau này chúng ta không cần cái đề bài này, chúng ta vẫn làm được. Chúng ta đọc lại cái bài giải chúng ta vẫn hiểu nhá. Hỏi lúc đầu mỗi người có bao nhiêu tiền. Biết ban đầu là An hơn Bình là 120.000 đồng. Nhớ là An hơn Bình 120.000 đồng nha. Hỏi lúc đầu là bao nhiêu, mỗi bạn bao nhiêu tiền. Nha, lúc đầu bao nhiêu. Đấy, ta đã tóm tắt xong cái đề bài. Về nhà ai làm bài này rồi nhỉ? Ai làm bài này ở nhà rồi? Đấy, các bạn biết trong Zoom nó có nút giơ tay không nhỉ? Đâu các bạn nào thử giơ tay thầy xem nào. À, ok, đấy thầy có mấy bạn biết giơ tay này. Giơ tay cơ, vỗ tay thì nó sẽ mất, ấn giơ tay cơ. Đấy, giơ tay như Thảo Linh hay là Thế Hưng đang giơ kìa. Là đúng rồi. Rồi thế thầy hỏi nhá, hỏi nhá. Ai biết cách làm nào? Thảo Linh là biết cách làm bài này không? Thảo Linh nêu cho thầy cái hướng của làm như nào. Này là con cứ nêu hướng ra con làm như nào. Tắt mình chẳng nghe gì. Con làm như nào? Số tiền còn lại của Bình ứng với 1 trừ đi 1/3 bằng 2/3 số tiền của Bình. Số tiền còn lại của ứng với 1 trừ 2/5 bằng 3/5 số tiền của An. Xong rồi con quy đồng tử ạ. Quy đồng tử hai cái đấy, tử chung là mấy hả con? 2/3 thì bằng 6/9, 3/5 bằng 6/10. Thế vậy là thằng này là 9 phần, thằng kia là 10, 10 phần. Đúng không? Rồi ok, đã hiểu cái ý của con. Đã hiểu ý tưởng. Các bạn nào làm có làm cách khác không? Có ai có hướng khác không? Anh Tuấn về nhà làm chưa? Anh Tuấn. Dạ. Rồi ạ. Có làm như nào? Nói thầy nghe xem nào. Em làm giống bạn ạ. À ok, làm giống bạn. Rồi cái bài này thì nó cũng không có cách nào khác ngoài cách đấy cả. Nào chúng ta cùng xem thầy chữa bài nhá, thầy giải. Em tắt mic như nào? Tắt mic và bật cam. Nha, tắt mic bật cam. Bạn nào vi phạm mà tí thì cho ra ngoài đấy, không phải học đâu. Giải này. Đầu tiên ta sẽ tính xem là cái số tiền còn lại của Bình là bao nhiêu phần nữa các em nhá. Nào xem cái số tiền còn lại của Bình là bao nhiêu phần. Thế thì ghi là số tiền còn lại của Bình. Đấy, sau khi anh ấy tiêu đi ấy
Đấy. Là hoặc là ứng với hoặc là chiếm cũng được. Chiếm. Mình sẽ làm phép tính là làm lấy 1 này trừ đi cái số tiền anh ấy tiêu là 1/3. Đấy, thì có con trừ đi, có con ra là 2/3 nhé. Và đây đơn vị ở đây là gì? Số tiền lúc đầu đúng không? Số tiền lúc đầu nhưng của Bình. Như vậy là anh ấy tiêu 1/3 thì anh còn 2/3 số tiền cái lúc đầu của anh ấy. Thứ hai là mình tính số tiền còn lại của An chiếm. Con lấy 1 này. Đấy, lúc đầu khi chưa tiêu gì thì ta coi đấy là 1 nhá. Thế giờ là 1 này, ta trừ đi An tiêu thì là 2/5. Vậy là mình ra là 3/5 số tiền lúc đầu của An. Được chưa? Đấy, như vậy là một anh thì còn lại 2/3 số tiền của mình, một anh thì còn lại là 3/5 số tiền của mình. Đấy. Mà họ lại bảo là hai cái số tiền còn lại của hai người này là bằng nhau. Thì ta sẽ ghi như sau. Vì số tiền còn lại của hai bạn là bằng nhau. Nên được chưa? Mình sẽ có là 2/3 số tiền của Bình sẽ bằng này, con ghi dấu bằng cũng được, sẽ bằng là 3/5 số tiền của An, sẽ bằng 3/5 số tiền của An. Đấy, vừa nghe vừa ghi nhá, chúng ta cùng chữa lại đi. Đấy, nguyên tắc rồi thầy đã hướng dẫn rồi, khi thầy giáo chữa thì cả lớp chữa, không thắc mắc. Đấy, làm đúng cũng chưa, sai chưa? Rồi đến đây thì mình nhớ là đây mình có một cái mẹo là gì nhỉ? Từ đây xuống đây bây giờ muốn làm tiếp thì các bạn phải đi bạn quy đồng tử số cho thầy nhá. Các bạn nào có bút đỏ thì đã tặng bút đỏ cho các bạn rồi đấy. Các bạn sẽ quy đồng tử số của hai cái phân số này này. Được chưa? Bình thường mình làm quy đồng mẫu cơ. Nhưng bây giờ mình những cái bài này đến đây để mình làm được tiếp ta phải quy đồng tử. Quy đồng tử tức là làm cho tử nó giống nhau ấy. Thì bạn để ý một bên là tử là 2, một bên tử là 3. Thế vậy có phải tử chung của mình phải là 6 không? Được chưa? Tử chung cái này phải là 6. Đây thì ghi cái phần nhận xét sang đây này. Các em có thể ghi cái phần nhận xét trong bài để lúc nào mình tự làm là mình biết cách làm. Đấy, thực ra những cái phần mình ghi thêm này nó lại quan trọng hơn cả những cái nội dung này. Được chưa? Vì nó giúp cho mình gì biết cái cách làm cho bài sau. Rồi đến đây thầy suy ra này. Hoặc là thầy hay ghi chữ hay cũng được. Bây giờ là 2/3 với 3/5 thì bạn có thể nháp ra ngoài cho thầy như này. Đây thầy ghi nháp xong bên đây nhá. Thầy nháp này. Đấy, cái con nháp này. Bây giờ 2/3. Bây giờ muốn tử nó thành 6. Nào muốn tử thành 6 là con nhân với mấy? Đấy, muốn tử thành 6 là con gì? 2 nhân nhân 3 đúng không? Nhân 3 bằng 6. Vậy tử mà nhân 3 thì mẫu cũng phải nhân 3. 2 nhân 3 là 6 thì 3 nhân 3 bằng bằng 9. Đúng không? Thằng thứ hai thì rằng 3/5. Con muốn tử là 6 thì con muốn tử là 6 thì 3 phải nhân với 2 đúng không? 3 phải nhân với 2 là ra 6. Vậy là tử nhân 2 thì mẫu cũng nhân 2, vậy được là mẫu là 10. Đúng không nhỉ? Thế vậy thì sau khi thầy nháp ra ngoài xong rồi thì thầy viết trong bài. Thế vậy là 2/3 thì đổi thành gì? 6/9. Đúng không nhỉ? 2/3 ta đổi 6/9 như vậy chỗ này chuyển thành 6/9 số tiền của Bình. Thì bằng này 3/5 thì thầy vừa quy định đồng thành là 6/10. Được chưa? Bằng 6/10 số tiền của An. Đấy, bằng 6/10 số tiền của An. Đến đây thì khi hai cái phân số này nó chung này, lưu ý này, đến đây khi hai phân số này nó chung tử rồi. Cùng tử là 6 rồi. Đấy thì bạn hiểu là 6 phần của tiền của Bình bằng 6 phần tiền của An. Này, 6 phần tiền của Bình bằng 6 phần tiền của An. Thế vậy bạn nhìn vào cái mẫu này là bạn biết số phần của Bình này. Lúc đầu Bình có bao nhiêu phần đấy ở Hân? Là mình có 2/3.
Ừ, sẽ lại 2 phần 3. Nhìn vào cái mẫu nhá, 6 phần tiền của Bình bằng 6 phần tiền của An. Thế vậy được ra số tiền của Bình là chiếm bao nhiêu phần đấy? Nhìn vào Chiếm mẫu 9 số này, 9 phần. Chiếm 9 phần, số tiền của An là chính là cái mẫu này này, mấy phần? 10. 10 phần. Đây nha, bắt đầu thầy nói lại này. Sau khi em đã quy đồng xong tử số rồi, em nhìn vào hai cái mẫu cho thầy. Nhìn hai cái mẫu này, một bên là 9, một bên là 10. Bạn hình dung này, 6 phần thằng này và 6 phần thằng kia. À, thế vậy thì hóa ra là thằng Bình là chiếm 9 phần. Thằng An là chiếm 10 phần. Được chưa? Thằng An ấy, à, thằng Bình nó là có 9 phần phần tiền. Được chưa? Thằng An thì có 10 phần như vậy. À, đến đây nhá thì ta sẽ quy phần luôn, ta không phải vẽ sơ đồ gì cả. Nhá, sau khi có xong cái này thì ta gì? Ta coi đấy, số tiền lúc đầu đấy, cứ đến đây thì mình bạn coi luôn của Bình là 9 phần bằng nhau. Số tiền lúc đầu của Bình là 9 phần bằng nhau. Đấy, thì số tiền lúc đầu của An sẽ là 10 phần như vậy. Hay là như thế cũng được. Đấy. Coi số tiền lúc đầu của Bình là 9 phần bằng nhau thì số tiền lúc đầu của An là 10 phần như vậy. Là 10 phần như vậy. Được chưa? Mà đây bài toán này nó cho hiệu hay cho tổng ấy nhỉ? Trang Nhung. Bài toán cho hiệu hay cho tổng? Trang Nhung nghe không? Cho gì của con? Đề bài ấy, cho là hiệu hay cho là tổng con? Cho gì đấy? Thầy chưa nghe gì cả. Chả nghe tôi tiếng gì. Ồ, cho gì? Đề bài có rõ, cho rõ này, đây này. An hơn Bình là 120.000 là cho gì? Ơ, mic mic làm sao nhỉ? Chả có tiếng gì cả Nhung ạ. Ở đây là cho gì đây? Cho gì đây ở khoa? Em thưa thầy là cho hiểu ạ. Ok, cho hiệu. Khi bài toán như này, cho hiệu người ta tính hiệu số phần bằng nhau nhá. Ok, ghi này, hiệu số phần. Nhung xem lại mic nhá. Đấy, thầy chẳng nghe thấy tiếng gì cả. Sẽ là con lấy 10 này, con trừ đi 9 bằng 1 phần. À, thế vậy hóa ra 1 phần này chính là chiếm gì? 120 20.000 đấy, đúng không? Đấy, hiệu số phần bằng nhau sẽ là gì? Ra là 1 phần. Mà 1 phần này chính là 120.000 mà An hơn Bình. Thì ta tính ngay là số tiền của An là, hoặc là Bình là cũng được, An đi. An ở đây là 10 phần nhá, thì thầy lấy 1 phần là 120.000 này. Thầy nhân với của An là 10 phần đấy gì? 10. Vậy anh ấy có 1 triệu 200.000 đúng không? Đơn vị là đồng. Đấy, số tiền của An thế là lấy 120.000, các bạn nhân với 10. Bởi vì bản chất là 120.000 này chính là 1 phần mà. Tiếp theo tính số tiền của Bình sẽ là bạn lấy 1 triệu 200.000, bạn trừ đi 120.000 bằng bao nhiêu các bạn nhỉ? Bạn nào tính rồi thầy nào, ai biết giơ tay nào, bằng bao nhiêu? Bao nhiêu ở Thảo Linh? Bao nhiêu đấy? 1.080.000 ạ. Rồi, 1.080.000. Đơn vị là đồng. Được chưa? Đấy, thế là thầy tính xong là số tiền của hai bạn. Vậy ta làm đáp số. Đấy, các bạn nhớ là khi đáp số ghi lùi ra ngoài này này. Ghi lùi sang bên trái này nhá. Đấy, chứ đừng ghi sát sang bên phải xong nó thiếu dòng lại thì cứ xuống dòng nhiều quá. Nhìn nó không có đẹp tí nào cả. Đáp số này, như vậy là Bình
là 1.080.000 đồng. An là 1.200.000 đồng. Được chưa? Đấy. Xong. Lại thầy chữa xong cái bài tập 3 bài về nhà. Hôm mấy buổi trước là thầy đã ôn cho các bạn dạng toán gì? Tổng tỉ, hiệu tỉ đúng không? Sơ sơ. Sơ sơ là các bạn cũng đã phần nào bạn biết lại rồi. Rồi. Nào, những ai này? Những ai đã chữa xong bài rồi, chúng ta giơ tay. Nào, những ai chữa xong bài ấn giơ tay. Đấy, nhớ bạn không thấy bật cam này. Anh Tuấn đâu rồi? Bật lên nhá. Thầy nhắc lần nữa là thầy cho bay ra khỏi lớp đấy. Trừ trường hợp là không thể bật được. Bạn ai cũng phải bật lên. Anh Khoa đâu rồi? Hình của con đâu? Con bật cam lên. Con làm sao? Con tí á. Nhanh nào. Ai xong chúng ta giơ tay nhá. Ôn tập. Hôm nay chúng ta sẽ ôn tập về toán về tỉ số phần trăm. Nha. Toán tỉ số phần trăm. Dạ, toán tỉ số phần trăm. Đấy, nhìn thấy con lợn quen quen không? Nhìn rất nam tính nhá. Ok. Toán tỉ số phần trăm này, đầu tiên thầy nhắc lại một số cái dạng toán cơ bản của nó trước. Nào, đây là ra ba cái dạng toán cơ bản nhất của nó nhá, dạng 1. Đó là tìm tỉ số phần trăm của hai số. Tìm tỉ số phần trăm của hai số. Được chưa? À, ví dụ hai số A và B đi. Nha, tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B. Đấy, con ngừng nghe và ghi. Hiệp ghi bài. Các bạn nhớ là cuối buổi các bạn phải có làm thao tác là bạn chụp hết vở ghi của buổi học lại, gửi lên nhóm. Bạn nào không gửi được chứng tỏ là hôm nay không ghi chép bài thì hôm sau không cần vào lớp để học đâu nhá. Đấy, để vào học được thì thứ nhất này, buổi học hôm trước ghi chép bài đầy đủ, nộp vở cuối buổi học. Thứ hai, trước khi vào học phải có bài tập về nhà, ai không có không vào lớp. Nghe rõ đấy nhá. Không lại bảo ui thầy ơi sao em mãi không được vào phòng, tại vì em đã nộp bài mà được vào. Đấy, đi học mà không làm bài về nhà thì làm sao tiến bộ được, nhớ chưa? Đấy là nguyên tắc nhá, không nộp bài thì không vào lớp. Rồi, dạng thứ nhất này, tìm tỉ số phần trăm của hai số A và B này, chúng ta làm như sau. Các bạn sẽ thực hiện là lấy A chia cho B. Được chưa? Các bạn làm phép tính lấy A chia cho B, bạn sẽ được một kết quả là số thập phân, thầy viết tắt này. Các bạn sẽ được kết quả là một số thập phân. Đầu tiên là làm cái thao tác này cho thầy đã, chia cho nhau. A chia B. Thì được kết quả là số thập phân. Sau đó làm gì nhỉ? Bạn nào nhớ nhá. Sau đó là làm gì để ra được tỉ số phần trăm nhá. Ai nhớ giơ tay nào. Làm gì ở đây? Anh Tuấn. Em được thầy là nhân lên 100 ạ. Ờ, rồi cái gì nữa? Rồi thêm gì vào nữa? Nếu nhân 100 làm sao mà được? Thêm gì nữa? 100% ạ. Xong phải thêm ký hiệu. Thêm ký hiệu phần trăm à, đúng rồi. Sau đó ta gì? Ta nhân cái số này với 100. Nhá, sau khi chia số thập phân này này. Mình thao tác là mình tiếp theo là mình nhân với 100. Đấy, mình nhân với 100. Đấy, mình thêm cái ký hiệu phần trăm vào. Các bạn nhớ là sau khi chia xong ta nhân với 100 vào cái số đấy. Rồi thêm ký hiệu phần trăm vào. Đấy, nó chỉ gồm hai cái bước nhỏ nhỏ như vậy thôi. Được chưa? Ta ví dụ luôn nhá. Nhắc lại này. Giờ muốn tìm tỉ số phần trăm của A nhỏ. À, ví dụ nhá. Thầy cho số là 3 và 5 này. Đấy, ví dụ thầy muốn tìm tỉ số phần trăm của 3 và 5.
Thì thầy nếu mà lời giải thì ghi là tỷ số phần trăm. Của 3 và 5 là nhớ là số nào đứng trước. À, số nào đứng trước số nào đứng sau nhá. Mình sẽ luôn lấy là số ở trước chia số ở sau nhá. Con làm phép tính là 3 chia cho 5. Con cho thầy số thập phân ở đây đi. Nháp đâu, nháp đâu? Để nháp bên cạnh nào. 3 chia cho 5. Đấy, bạn nào ra đáp số thì ấn giơ tay. Để thầy sẽ hỏi. 3 chia 5. Được cái gì vậy Gia Bảo? Em đang tính ạ. Đã thấy giơ tay rồi. Nào, bạn nào ra giơ tay nhá. Ra nhiêu hiệp? Thưa thầy là ra 0,6 ạ. Ra 0,6. Ok. Thảo Anh có ra 0,6 không? Dạ có ạ. Ok. Sau đó con thì nhân 100 vào. 0,6 vào nhân 100 thì có phải mình dịch dấu phẩy sang bên tay phải không? Hai chữ số. Nhưng dịch đến đây nó hết mất rồi đâu. Dịch đến bên phải số 6 là hết rồi. Thế vậy thêm một số 0 vào nữa dịch, vậy thì ra là 60%. Viết thêm một cái bằng nữa vào đây. Được là 60%. Giờ tỷ số phần trăm của 3 và 5 như vậy ta tính ra là 60%, ghi cái đáp số. Đáp số là 60%. Nhá, lên cấp 2 thì chúng ta sẽ chuyển những cái đáp số ấy thành các cái kết luận. Được chưa? Đấy, chuyển thành các kết luận. Rồi, câu B này. Nào bây giờ câu này nhá, thầy sẽ ghi đề bài này. Các bạn làm này. Làm này, xong là chụp cho thầy gửi lên nhóm thầy xem, được không? Nhá, xong rồi các bạn đang Thầy, dùng điện điện thoại à? mẹ em mang điện thoại của mẹ em đi rồi, em không có nhóm ạ, em không có Thế nhóm của thầy thế ạ. thế à, thế anh Tuấn đang dùng cái gì đấy, điện thoại hay gì đấy? Điện thoại ạ, em dùng điện thoại. À, thế không thì tí em chat cho thầy cái kết quả của em vào phần 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 chat. Em biết chat ở trong Em Zoom không? cũng có Zalo của thầy, gửi lên chỗ Zalo thầy đâu thầy. Được, ok, được. Được luôn, Được. tí thầy thêm em vào nhóm, em gửi vào đấy cũng được. Rồi thầy ghi nhá, xong các bạn làm này, làm chụp gửi lên nhóm, làm cẩn thận, thầy không cần phải ẩu đâu nhá. Đúng đã. Nhanh sau. Nào Mẹ ghi cho thầy em này. đi làm, thấy mẹ em cũng đi làm để tí nữa em chụp cho thầy. Nếu mà bạn nào mà chưa có ấy thì các bạn có thể nhắn vào luôn vào phần Zoom ấy, trong phần Zoom có phần nhắn tin ấy, nhắn kết quả của em lên. Đấy, còn không thì em nhớ chụp lên để thầy Nhắn xem đáp nhá. số thôi ạ thầy. Nhắn đáp số. Được không? Nha. Thầy có cần viết đầu bàn không thầy? Hả? Bây giờ thầy ghi đâu rồi con làm bên đấy. Đúng không? Vâng. Đây thầy ghi đâu làm đây. Nào, bắt đầu này. 1,5 và 1,2. Rồi, chia cái đi. Làm nhanh thủ nhá. Hôm nay là làm tí thôi, để cho các bạn 2 phút. 2 phút để hoàn thiện cái bài này vào. Nào. 2 phút. Gửi lên thầy xem nhá.
Bài nào mà thầy thả tim là được nhá. Rồi ok, câu này đơn giản đúng không? Đấy, câu này rất là đơn giản, không vấn đề gì cả. Rồi. Trần Anh Tuấn. Vi Anh cho chụp nét nét vào nhá. Em chụp bị nhòe nhòe rồi. Bị mờ. Được chưa? Rồi ok. Đây đấy cũng hết giờ rồi. Chúng ta chuyển này, chuyển sang bài khác. Câu này để nhớ lại bài tập thôi. Nó rất là đơn giản. Nhá, thầy nói sang dạng số 2 này. Lát nữa mình sẽ làm bài tập nó phức tạp hơn thế này nhá. Dạng số 2 các bạn ghi. Đấy, tìm m phần trăm của cái số A. À, dạng thứ hai là chúng ta sẽ đi tìm m phần trăm của cái số A. Hay nói cái gọi tắt là tìm m phần trăm của A đó. Đấy, gọi tắt là tìm m phần trăm của A. Thì dạng này chúng ta sẽ làm như sau. Cách làm nhá. Các bạn sẽ lấy A này. Bạn lấy A này. Bạn nhân với M. Rồi bạn chia với 100. Bạn lấy A, bạn nhân với M, rồi chia cho 100. Được chưa? Cách làm của ta là lấy A nhân M chia 100. Đấy, mình nói lấy ví dụ sau đây. Chẳng hạn này ghi này lớp. Lớp có 40 học sinh. Số học sinh giỏi chiếm đấy, số học sinh giỏi chiếm số học sinh giỏi chiếm 35% số học sinh cả lớp. Số học sinh giỏi chiếm 35% số học sinh cả lớp. Hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi? Đấy, hỏi có bao nhiêu học sinh giỏi? Thì bài này bạn quan sát là ở đây là họ cho mình cả lớp là 40 em. 40 học sinh đây cả lớp đây này. Đấy, nhưng mà giỏi nó chỉ có chiếm bao nhiêu thôi? Giỏi nó chỉ chiếm có mỗi 35 phần trăm thôi. Giỏi chiếm có 35% thôi. Nên là họ giờ hỏi là số học sinh giỏi là bao nhiêu em? Thế vậy chính là gì? Bản chất số học sinh giỏi đây chính là gì? Nó chính là 35% của 40 học sinh đấy. Đúng không? Thực chất số học sinh giỏi ở đây chính là 35% của 40 học sinh. 35% của cả lớp mà. Rồi thầy tính như sau. Số học sinh giỏi của lớp là. Đấy các bạn làm phép tính này. Mình lấy 40 lấy cả lớp này, mình nhân với 35 mình chia cho 100. Các bạn nhân giúp thầy với. Xem ra bao nhiêu nào.
Các bạn nhân xong, bạn nhân xong bạn gõ phần chat thầy xem nhé. Nhân xong gõ phần chat. Thế thầy lát quá thầy. Lát quá. Các bạn khác nghe thầy lát không? Thảo Linh có thấy lát không? Không à, thế vậy chắc là tại chỗ mạng của Tuấn đấy. Nào các con gõ cái phần đáp án của con thầy xem nào. Các con gõ phần chat đấy. Thấy ba bạn nhắn lên rồi này, có Bảo Linh này, Thiện Nhân, Thảo Anh, Thế Hưng, Gia Bảo. Ok. Ok, các bạn rất nhiều bạn ra đáp án là 14, 14 học sinh. Rồi. Đúng rồi, bài này đáp số là 14 học sinh nhé, đáp số là 14 học sinh. Được chưa? Đấy, đây là cái ví dụ cơ bản nhất của nó nhá. Đấy, muốn tìm m phần trăm của số a thì các con lấy gì? Lấy a nhân đến m và chia 100. Đấy là cái dạng 2. Dạng thứ ba. Đấy, dạng thứ ba. Đó là tìm một số biết, tìm một số biết này, m phần trăm của nó là a. Tìm một số biết m phần trăm của nó là a. Thì một số biết m phần trăm của nó là a. Thì cách làm của mình như sau. Nào, cái cách làm của mình nhá. Chúng ta sẽ lấy a này. Lấy cái dạng số 3 này, ta lấy a này. Ta chia cho m. Rồi các bạn nhân đến 100. Các con có thể nhân 100 trước cũng được, chia m sau cũng được. Nhá, với dạng số 3 ta gì? Lấy a chia m nhân đến 100. Đấy, cái này dạng này các bạn học nhiều rồi, đúng không? Năm ngoái mình học quá nhiều rồi. Đây thầy chỉ nhắc lại thôi. Em chưa ghi được dạng Bạn nào đây? Thôi, em. để cách vở ra. Để cách vở ra tối xem lại video. Mạng mẽo kém mà bay ra ngoài. Cách ra Vẫn một đoạn. lắc lắm. Để lắc quá. Thế con kiếm chỗ khác con ngồi. Em có một chỗ này chưa thì ra chỗ Thấy nghe nghe cho hơi tối. thấy nghe tiếng vẫn rõ mà. Nhưng mà nó cứ lắc lắc, nó cứ kiểu đơ đơ lại thế, nó cứ đơ. Các bạn khác vẫn nhìn vẫn rõ đúng không? Thiện Nhân nghe vẫn rõ đúng không? Em không nhìn mờ mờ sao? Vâng ạ, nhưng mà mỗi tội là em thấy nó cắt cắt tủ ý. Em nhìn Đó. một. Nha, tìm một số biết vào trong của nó là A Em này. nhìn nó cứ mờ mờ sao thế ạ? Con phải đợi một tí hoặc là do mạng ở nhà mình đấy, chịu khó vậy. Còn nếu mà rất là mờ quá thì lúc nào buổi tối thầy up lại video cho mà xem nhá. Có video lưu lại mà. Vâng. Rồi khi thầy cái dạng này đi, ví dụ đi. Ví dụ. Thầy lấy ví dụ này. Rồi, ghi thầy này. Ví dụ là lớp 6A. Có. Lớp 6A có này. Đợi thầy tí. Lớp 6A có 12 học sinh. Có 12 học sinh giỏi. Nhà lớp 6A có 12 học sinh giỏi. Đấy, tính số học sinh cả lớp biết số học sinh giỏi chiếm 25% số học sinh cả lớp. Đấy, ghi nhá. Lớp 6A có 12 học sinh giỏi này. Tính số học sinh cả lớp. Biết số học sinh giỏi thì chiếm 25% số học sinh cả lớp. Nào. Đấy nhá, ở đây người ta nói này, có 12 học sinh giỏi.
Đấy, mà học sinh giỏi lại chiếm 25% của cả lớp. Chiếm 25% học sinh cả lớp. Vậy đúng là dạng số 3 chưa? Đấy chưa? Ở đây mình thấy là gì đây? Cái 12 học sinh đó ấy, nó chính là gì? Chiếm là gì? Nó chính là 12 à 25%. Chính là 25% của cả lớp. Được chưa? 12 học sinh đấy chiếm là 25% cả lớp. Vậy thầy thì tính luôn này. Số học sinh của lớp 6A là giờ các bạn lấy 12 này, bạn chia 25 này, bạn nhân 100. Đấy, 12 chia 25 nhân 100. Tính giúp thầy với. Tính thầy kết quả với. Nào tính cho thầy kết quả. Gõ phần chat nhé. Đây là một số bạn thấy nhắn đáp số lên đây rồi này. Tính xong rồi mình ấn lên gõ lên thầy xem nhá. Cứ tự mình tính nhá, tự mình tính. Quan trọng nhất là mình tự mình ra là đáp số. Chứ không phải mình đi chép của bạn nào cả. Đấy, bởi vì lúc đi thi thì gì mình không có ai để mình chép đâu. Nên là cái quan trọng nhất là các con phải tự tính được ra. Rồi ok, rất nhiều bạn ra kết quả là gì? Như vậy đây là 48 học sinh đúng không? Đấy, đáp số 48 học sinh. Đấy, như vậy là thầy đã nhắc lại ba cái dạng toán chính về tỷ số phần trăm. Được chưa? Đây là dạng ba cái dạng toán là các bạn vẫn học ở năm ngoái đấy. Ngoài ra thì nó có cái những cái dạng gì tính toán về cộng trừ nhân chia tỷ số phần trăm nữa. Tuy nhiên cái bảng ngoài đấy thì nó cũng chẳng khác gì tính toán với số bình thường cả. Chẳng qua là thêm ký hiệu phần trăm thôi. Được chưa? Cái dạng đấy thì thầy không đề cập nhiều nhá. Thầy nói chính là ba cái dạng này. Các bạn nhớ lại này, thứ nhất là tìm tỷ số phần trăm của hai số A và B. Thì các con nhớ lại cách làm này, giờ lại mà xem này. Thứ nhất là lấy A chia B. Được kết quả là bao nhiêu là một số tự phân đấy, các con nhân 100 rồi thêm ký hiệu phần trăm vào. Cái dạng số 2 là mình đi tìm m phần trăm của một số a. Mình lấy a nhân m chia 100. Được chưa? Dạng thứ ba là tìm một số mà biết m phần trăm của nó thì là a. Thì mình lấy a chia m nhân 100. Đấy. Lại được rồi. Được chưa? Rồi các bạn sang phần tiếp theo này, bài tập nha. Thầy là nhắc lại lý thuyết xong rồi, chúng ta sang cái phần thứ hai là bài tập. Đấy, như là chúng ta sẽ đi vào các cái bài tập về cái dạng này. Bài tập bài số 1. Bài số 1 đi thầy này, một cửa hàng dự định này tháng 7 bán được 15 tấn gạo. Tháng 7 bán được 15 tấn gạo. Nhưng thực tế đấy, nhưng thực tế cửa hàng bán được
18 tấn gạo. Đấy, dự định bán 15 tấn gạo nhưng thực tế cửa hàng bán được 18 tấn gạo. Hỏi A nhỏ. Cửa hàng thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? Cửa hàng thực hiện được bao nhiêu phần trăm kế hoạch? Câu B là cửa hàng đã vượt mức bao nhiêu phần trăm? Cửa hàng đã vượt mức bao nhiêu phần trăm? Được chưa? Đấy, đề bài đây. Rồi, để cho các bạn thời gian làm trước nha. Nào, cho thời gian làm trước nào. 5 phút nha. Đấy. Cần đến 5 phút không? Cho 5 phút để làm. Ok. Làm thật cẩn thận nữa cho thầy nhá. Không ngẩu đâu. Bạn nào làm xong chụp lên thầy xem nhá. Rồi, thời gian đã hết. Hết, thực ra là hết từ lâu rồi. Được chưa? Hết từ lâu, bây giờ thầy sẽ chữa lại để mình chuẩn lại cái trình bày nhá. À, chuẩn lại cái trình bày này. Giải. Cái phép tính A này, ta ghi cửa hàng. Đấy, đã thực hiện được đấy. Là đấy, thế có thể ghi này, lát nữa thì ghi đơn vị xuống dưới được. Chúng ta sẽ lấy này, chúng ta lấy cái thực tế là cái 18, chúng ta chia cho cái theo kế hoạch của cái cửa hàng này là 15. Các bạn chia có phải ra là 1,2 không? Và thay đổi thành là 120%. Đấy. Thì đây là gì? 120% theo kế hoạch. Đấy, cửa hàng đã thực hiện được là 120% theo kế hoạch. Đó, các con có thể ghi cái xuống dưới đây cũng được. Theo kế hoạch xuống dưới, hoặc là con ghi cái theo kế hoạch lên bên trên lời giải như các bạn làm ấy cũng được. Câu B. Nó hỏi là vượt mức bao nhiêu phần trăm. Bây giờ nó hỏi vượt mức bao nhiêu phần trăm thì mình hiểu này. Cái kế hoạch của mình nó luôn luôn là 100%. Nào, nghe này. Cái kế hoạch nó luôn ứng với là 100% các bạn nhá. Thế muốn xem nó vượt bao nhiêu thì chúng ta lấy cái con số đấy ta trừ đi 100% là ra. Được chưa? Có đôi lúc thì chúng ta thực hiện nó không được như 100% đâu. Ví dụ là mình kế hoạch ra là 100 nhưng chúng ta chỉ thực hiện được khoảng độ 80 hay 85% chẳng hạn. Thì lúc ấy mình lại lấy 100 mình trừ đi. Tóm lại lấy thằng to trừ thằng bé. Được không? À, nếu chúng ta mà làm vượt được qua 100 thì là vượt mức. Còn nếu chúng ta làm bé hơn 100 thì sao? Thì chưa được vượt được mức, chưa đạt được cái yêu cầu đúng không? Nào, bây giờ ghi nốt phép thứ hai này. Cửa hàng đã vượt mức. Đấy, số phần trăm là đúng không? Đấy, mình lấy là 120%, mình trừ đi 100%. Vậy kết quả ra được là 20%. Đấy. Rồi, thế này thì mình cũng không cần phải đơn vị ở đây vì là thầy đã nói ở bên trên rồi mà. Đáp số. Vậy câu A của thầy là 120%. Câu B của thầy là 20%. Xong.
Ok chưa? Đấy nhá, đấy một câu đơn giản như vậy. Ghi thầy bài số 2 này. Ghi thầy bài số 2. Thì Ghi thầy này, tổng số học sinh. Tổng số học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở. Đấy, trung học cơ sở thì viết tắt nhé. Của một trường trung học cơ sở là 250 em. Tổng số học sinh khối 6 của một trường trung học cơ sở là 250 em. Đấy, trong đó 30% là học sinh nữ. Trong đó 30% là học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam. Hỏi số học sinh nam hơn số học sinh nữ. Là bao nhiêu em? Nhá, hỏi số học sinh nam hơn số học sinh nữ là bao nhiêu em? Ok. Nhá. Rồi, thì cho các bạn thời gian các bạn làm bài này trước. 5 phút nhá. Được không? 5 phút bắt đầu. Đấy, lại là nguyên tắc. Làm xong gửi lên chấm. Một số bạn đã thấy 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 gửi ra đây này. Bạn nào mà thầy khoanh tròn cái thứ các bạn xem lại nhá. Đôi khi chúng ta nhá, nghe này, đôi khi kết quả con làm hoàn toàn đúng nhưng trong quá trình làm bài mình làm nó không chính xác ấy, về các ký hiệu hay là về một số thứ nên là bài của mình nó không có đúng đúng nhá. Bị trừ điểm đấy. Còn những bài nào mà dễ chúng ta làm sai là đôi khi còn được không được chấm điểm đâu. Nên phải rất là cẩn thận về mặt ký hiệu. Khánh Thư làm đúng rồi nhưng mà cách này hơi dài con ạ. Nghe có cách ngắn hơn đấy.
Vân xem lại bài theo đơn vị đây nhá. Trong là trình bày cả phép tính cũng chưa được đâu. Ôi, chữ bạn nào nhỉ? Bạn nào vừa nộp ấy? Chữ xấu thế. Đây bạn nào đây? Chữ xấu này đọc thầy đang không nhìn rõ cái số đây là số nào đâu. Thế Hưng à? Thế Hưng viết thế sao được? Thế nhìn cái số đấy của con có phải 250 không? Thầy nhìn nó chẳng giống 250 gì cả. Rồi rồi thầy chữa bài này nhá. Nào chúng ta chữa. Nó chữa này là chuẩn lại cách làm. Đấy. Ở đây thì người ta cho mình nhá, nữ này. Cho cả trường là 250 em, trong đó nữ là 30%, thế vậy thầy tính ngay được số học sinh nữ. Đúng không? Thầy dùng là dạng 2 đúng không? Số học sinh nữ. Của trường là mình lấy 250 này, mình nhân với 30, chia cho 100, đúng không? Đấy, các bạn tính ra phép này 75 em đúng không? Em hoặc là đơn vị là học sinh cũng được. Sau đó tính số học sinh nam. À, của khối chứ nhỉ? Của khối 6. Của khối 6 là... Đấy, thì bây giờ phép này muốn nhanh thì chúng ta lấy luôn 250. Mình trừ đi 75 thôi. Vậy ra là 175 em đúng không? Đấy, như vậy ta tính là gì? Số học sinh nam. Hơn học sinh nữ. Là lấy 175. Trừ đi 75. Bằng 100 em. Được chưa? Và đáp số của mình đây là 100 em hoặc là 100 học sinh cũng được. 100 em. Đấy, đây là bài số 2. Chưa, bài này nào chưa ổn thì chúng ta chữa lại khẩn trương nhanh. Đúng rồi. Để chữa bài nhanh nhá. Tuấn chữa bài đi Tuấn nhá. Rồi, xong 12 chưa? Nào, những ai đã xong xuôi rồi chúng ta giơ tay nào. Mình cần giơ tay cho thầy nào. Được chưa? Thì sang bài 3 nhá. Cho em lag quá thì. Cho em lag quá. Thổ thần. Dùng wifi dùng cái gì đấy Tuấn? À? Dùng wifi này dùng 3G 4G đấy. Em dùng wifi à? Wifi nhà mình hay wifi của nhà khác? Wifi của nhà khác nhưng mà lắp cho nhà em ạ. Lắp cho nhà em. Nói chung là vào wifi mà nhiều người dùng là nó lag các bạn nhá. Chúng ta phải dùng wifi nhà mình ấy. Mà lúc học ấy thì nên nhờ bố mẹ hay mọi người ấy
nhường mạng cho mình dùng. Đó, con học mà bố mẹ mà xem video thì không xem không học được đâu, nó lag ngay. Các bạn xem video trên YouTube chưa? Nó toàn là video nét đúng không? Toàn HD với 4K rất là nét. Nên nếu mọi người mà xem video hay xem phim gì ấy, hay tải gì nữa thì chúng ta không học được được đâu, chắc chắn là nó lag. Nhưng em ở nhà mình ạ. Nhà mình nhớ có ai người ta dùng mạng sao? Wifi hay gì? Nhớ người ta dùng mạng người ta kết nối đâu biết. Giờ có người có mật khẩu ấy. Hoặc là cái khu nhà con cái mạng nó không được được khỏe ấy. Đấy, nhiều chỗ như vậy. Bài số 3 này thì ghi đề bài. Bài 3. Lớp 6A có 36% học sinh xếp loại giỏi. Bốn mươi sáu phần trăm học sinh xếp loại khá. 46 học sinh xếp loại khá. Số còn lại xếp loại trung bình. Số còn lại xếp loại trung bình. Biết tổng số học sinh giỏi và trung bình là 27 em. Đấy, tính số học sinh mỗi loại. Rồi, ok. Tính số học sinh mỗi loại. Cho bạn thời gian làm nhá. Làm bài đi. Nào, bấm. Mấy phút làm bài nhỉ? 5 phút nhá. Được không? 5 phút đã nghĩ ra chưa hay là nhiều nhiều hơn? Cho song sinh cho 6 phút. Rồi, ok, 6 phút suy nghĩ bắt đầu. Các bạn nghĩ ra chưa? Nghĩ ra bài này chưa? Ai nghĩ ra giơ tay xem nào. Chưa thấy bạn nào gửi bài nhỉ? Hiệp nghĩ ra chưa? Thảo Linh ra rồi à? Thế làm nên gửi thầy xem nào. Hân nghĩ ra chưa? Rồi nhưng mà chưa xong thầy ạ. Đi tranh thủ con, tranh thủ viết thầy xem nào. Ui, xem lại rồi. Hưng ơi, thế này sao được? Làm sao người lại lẻ được, người là số tập phân được. Xem lại, thế Hưng xem lại. Người nó phải là gì? Người nó phải là số tự nhiên chứ. Sao lại là bao nhiêu phẩy bao nhiêu được? Xem lại. Đọc kỹ lại đề bài. Mình đang hiểu sai bài toán rồi đấy. Trang Nhung nghĩ ra chưa? Đấy, bây giờ thầy sẽ vẽ sơ đồ cho các bạn để gợi ý cho các bạn chưa ra nhá. Bạn nào ra rồi thì tiếp tục làm vào vở đi. Đây các bạn chưa ra này thì sẽ gợi ý. Thì vẽ sơ đồ cho nhìn là sẽ hiểu này. Nào bạn quan sát lên đây. Đấy, chúng ta hết cái thời gian đấy từ rất lâu rồi. Xem cho thầy này. Ở đây chúng ta có ba cái loại học sinh. Một là giỏi. Một là giỏi. Đấy, hai là khá. Ba là trung bình. Được chưa? Đấy, giỏi, khá và trung bình.
Thì thầy coi đây là thầy có một căn nhà chưa, 3 tầng đấy, một tầng cho giỏi, một tầng cho khá, một tầng cho trung bình. Thì ở giỏi ở đây người ta bảo là bao nhiêu nhỉ, 36% là giỏi đấy, khá của ta là 46%, còn lại là trung bình. Còn lại là trung bình. Thế cái chỗ trung bình này em có tính được bao nhiêu phần trăm không? Nào, cái trung bình này có tính được phần trăm không? Cái chỗ trung bình tính được không? Nào, ai biết nào? Chỗ học sinh trung bình thì con có tính được ra bao nhiêu phần trăm không? Ngọc Linh. Thưa thầy là bằng 18% ạ. Làm sao con tính được ra như vậy? Là con lấy 100% trừ 36% trừ 46% là bằng 18% ạ. Rồi, tức là cả ba loại này nó gộp lại là 100%. Đúng không? Thì thầy trừ đi hai loại này ra loại này. Rồi, ok. Như vậy là tính trung bình, người ta lấy 100% trừ đi hai cái phần trăm này là ra của trung bình. Nhưng mà ở đây họ lại bảo là tổng số học sinh giỏi và trung bình là 27 em cơ. Người ta lại đòi là giỏi cộng với trung bình, hai cái loại này là gộp lại ra 27 em. Thì bây giờ mình thấy là cái này là dạng toán, này là dạng toán số 3. 27 em này mình xem nó ứng bao nhiêu phần trăm. Đấy, xem 27 em này là ứng với bao nhiêu phần trăm ở đây. Thì mình sẽ tính được ra số học sinh cả lớp. Được chưa? Có cả lớp rồi làm sao? Có cả lớp thì em quay lại em tính từng loại thôi. Được không nhỉ? Nhưng mà muốn tính được phần trăm của 27 em thì giỏi thì biết rồi. Thì trung bình là lấy hai cái phần trăm này cộng lại có phải ra này không? Nhá. Thầy sẽ lấy phần trăm của giỏi cộng phần trăm của trung bình thì chính là phần trăm ứng với 27 em. Đúng không nhỉ? Đấy, lấy của giỏi và trung bình gộp lại sẽ ra là ứng của 27 em. Đấy, 27 em sẽ ứng với phần trăm ở chỗ đấy. Và bạn làm bằng dạng toán số 3 là bạn ra. Đó, đấy gợi ý thế nhá. Đấy gợi ý thế. Bạn nào đã hiểu rồi chúng ta làm và vở gửi thầy xem nào. Đầu tiên các con tính số học sinh trung bình chiếm bao nhiêu phần trăm trước đã. Sau con tính thì tổng phần trăm của giỏi và trung bình. Tổng phần trăm của giỏi và trung bình. Đấy, bao nhiêu phần trăm đấy sẽ chính là ứng với 27 em mà người ta cho này này. Được chưa? Đấy, thì cái 27 em này mình lúc ấy mình là dùng dạng là số 3 là mình ra được tổng cả lớp. Từ đó tính được ra mỗi loại. Nào, bắt đầu mình thấy nhá. Cái sơ đồ này của thầy, bạn nào muốn nhớ muốn hiểu thì chúng ta lát nữa chúng ta vẽ thêm vào vở. Thấy không? Cái này có thể vẽ vào vở lúc mình học mình vẽ vào. Đấy, để mình nhớ bài. Đấy, phải phân tích cái bài toán ra thì mới làm được chứ. Giải. Đầu tiên thầy tính cái số phần trăm của học sinh trung bình đã. Đây, số học sinh trung bình chiếm, mình lấy 100% này, mình trừ đi 36%, trừ đi 46%. Đấy, ra bao nhiêu nhỉ? Chỗ này bao nhiêu? Bảo Linh là bao nhiêu nhỉ? Bảo Linh. Em nói tài là 18%. Rồi, 18%. Đây là số học sinh cả lớp. Đấy, số học sinh trung bình thì chiếm 18% số học sinh cả lớp. Bây giờ thầy sẽ tính là tổng phần trăm của học sinh giỏi và trung bình nhá. Hoặc là bạn có thể làm một phép toán là bạn ghi là 27 học sinh thì ứng với. 27 học sinh thì ứng với. Ứng với này. Giỏi thì là 36 nhá, phần trăm. Trung bình thì là 18%. Các con cộng hai loại này vào. Được chưa? 36 cộng 18. Đấy, 36 cộng 18. Có phải ra là 54 không? 54% số học sinh cả lớp. Đấy, 27 học sinh thì ứng với 54% cả lớp. Thế vậy các con sẽ tính là gì? Số học sinh cả lớp. Số học sinh lớp 6A.
Này, đây là dạng số 3 đây này. 27 em thì ứng với 54%. Vậy muốn tính cả lớp thì con lấy gì? 27. Được chưa? Chia cho 54 nhân với 100. Đấy, 27 chia 54 và nhân với 100. Các bạn tính giúp thầy với. Đấy, 27 chia 54 nhân 100. Cho thầy sẽ biết xem ra bao nhiêu nào. Bạn nào ra đáp số giơ tay lên. Rồi hai bạn, thế hai bạn ra. Tiện nhân ra chưa? Nhân nghe thấy cái thấy không? Nhân. Con ra bao nhiêu? Em ra 50 rồi ạ. Ra 50. Thảo Linh ra bao nhiêu? 50, 50 ạ. Rồi ok, vậy là 50. 50 học sinh. Còn 50 em. Vậy là cả lớp là 50 em. Thế vậy mình tính từng loại nhá. Số học sinh giỏi mỗi lớp 6A là, đây là quay về dạng tập số 2 này. Giỏi là 36 nhá nhá, 50 nhân 36 chia 100. Đấy, 50 nhân 36 chia 100. Để các con tính cái đáp số ra. Tính kết quả ra. Rồi, chỗ này ra bao nhiêu Thảo Anh nhỉ? Em thưa thầy là số học sinh giỏi là 18 học sinh ạ. Rồi, ok. Ở đây thầy đang ghi là em nên thầy cũng ghi là em. Và các bạn ghi học sinh cũng được nhé. Tiếp theo là số học sinh khá của lớp 6A là, đây, bạn thấy là nó là chiếm 46% đi. Nhân 46 chia 100. Đấy. 50 nhân 46 chia 100. Tính cái này cái chỗ này. Chỗ này bao ra bao nhiêu ở Vi? Vi ra chưa? Tính chưa? Em mới biết 60 ạ. À, thế là khác, bạn nào ra rồi? Mới có 3 bạn giơ tay. Ra bao nhiêu với Hiệp? Con được thầy là 27 ạ. Sao 27? 27 không không chính xác, chưa chính xác. À, bạn khác. Bảo Linh. Em thưa thầy là 23 ạ. 23, Hoàng Anh là bao nhiêu? Em thưa thầy là 23 ạ. Ừ, chỗ này 23 chứ, tính toán nhầm rồi. 23 em. Rồi, thế đến học sinh trung bình thì nhiều cách tính lắm. Số học sinh trung bình của lớp 6A sẽ là, đấy thì bạn có nhiều cách lắm. Một là bạn lấy tổng bạn trừ đi hai thằng này. Bạn có thể làm cái cách là lấy thằng này bạn nhân với 18% cũng được. Nhưng mà thầy thấy cách đấy làm tính toán nhiều thì thầy mình trừ đi cho nhanh. Đấy, ngoài là một lấy tổng trừ đi hai loại này, hoặc là vì mình biết là nhá, tổng của giỏi và trung bình là 27 đứa. Thế vậy thầy lấy 27 thì trừ đi giỏi được không? Giỏi là 18 em. Đấy, lấy tổng của trung bình và giỏi là 27 không? Để bài cho đây này. Trừ đi 18 em. Đấy, trừ vậy cho nhanh. Chỗ này ra mấy? 9. Ra 9. 9 em. Ok, vậy xong hết 3 loại rồi này. Mình đáp số nhá. Đáp số giỏi này. Khá này. Trung bình này. Giỏi là 18 em. Khá là 23 em. Và trung bình là 9 em. Được chưa? Đấy, các bạn trình bày nhanh là vợ.
Rồi bạn nào xong xuôi bài này giơ tay. Em giơ tay lên. Không giơ trong phần vừa giơ trong Zoom cơ mà. Nhân ơi, thầy có bảo em giơ tay ở ngoài đâu. Giơ ở Zoom nha các bạn nha. Hết chưa? Mấy bạn chưa xong kìa, nhanh nhá. Bạn nào chưa xong nhanh lên nào. Hân thử xong chưa? Hân, Vi Anh, Thanh Hưng có thử xong chưa? Giơ tay lên. Bài số 4 nhá. Bài 4. Bài số 4. Một miếng đất hình vuông có chu vi là 84 mét, có chu vi là 84 mét. A nhỏ tính diện tích miếng đất. B nhỏ người ta dùng 5% diện tích đất để làm lối đi. Đấy, phần còn lại để trồng lúa. Chấm tính diện tích trồng lúa. Rồi ok, bài này dễ hơn rồi này. Mình nghĩ bài này là quen thuộc với các bạn hơn nhiều rồi này. Nào mà bảo. Các bạn nhớ ghi chép đầy đủ để lát nữa mình chụp vở thầy xem nhá. Rồi, nhiều bạn nộp lên lắm rồi, đúng không? Ở đây thì cái bài này ở câu B ấy, câu A thì không vấn đề gì gì rồi. Là để chữa nhanh nhá. Giải. Thì câu B thì sẽ chữa cho các bạn theo hai cách, được không? Để các bạn ghi lại vở này. Nào các bạn đúng mình ghi lại này. Ý thứ nhất thì các bạn sẽ phải tính cho thầy là diện tích mảnh đất trước. Thì bây giờ người ta lại cho chu vi là của hình vuông là 84 mét.
khi cho chu vi thì mình sẽ tính được cạnh đúng không? Cạnh của mảnh đất hình vuông. Sẽ là mình lấy 84 mình chia cho 4. Có phải ra là 21 mét không? Đấy, sau đó các bạn tính cho thầy là diện tích. Diện tích miếng đất sẽ là lấy 21 nhân với 21. Không, ta lấy 21 nhân với 21 sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? 441 đúng không? 441 mét vuông. 441 mét vuông. Rồi, đây là câu A này, là xong này. Đến câu B. Đến câu B thầy làm cho bạn theo hai cách luôn. Được chưa? Người ta bảo 5% diện tích làm lối đi. Thì ở đây lớp mình cũng có những bạn làm cách 1, có bạn làm cách 2. Đây là thầy chia, ví dụ thầy chia đôi vở ra nhá. Để làm. Đấy, các bạn chia đôi vở ra. Được chưa? Thì cách thứ nhất thì thầy tính trực tiếp luôn diện tích lối đi luôn. Diện tích lối đi là đấy, nó là 5% đúng không? Thế vậy bạn lấy 441 bạn nhân với 5 chia cho 100 ra bao nhiêu ấy nhỉ? Các bạn có phải ra là 22,05 không? Có. Rồi, 22,05 mét vuông. Đấy, sau đó thì mình sẽ tính diện tích. Diện tích còn lại mà chính là diện tích trồng lúa là là các con sẽ lấy là gì? 441 trừ đi 22,05 đúng không? Trừ đi 22,05 vậy ra được là gì? 418,95 đơn vị là mét vuông. Đấy, thì đây là cách số 1 nhá. Cách 1 mình làm như này. Đây là thầy làm cách 2 ra bên này. Đấy, cách 2 bên này. Cái tỷ số phần trăm, cái phần trăm của cái gì? Diện tích trồng lúa. Thì đây có thể ghi là diện tích trồng lúa chiếm, mình sẽ lấy là 100% là tất cả cái mảnh đất đấy. Mình trừ đi 5% của lối đi, ta còn là 95%. Ta ghi đơn vị là diện tích mảnh đất hay là miếng đất nhá. Sau đó thì tính diện tích trồng lúa. Là các bạn lấy 441 này, bạn nhân với 95 rồi chia cho 100. Đấy, thì kết quả cũng ra là 418,95 mét vuông. Được chưa? Đấy, hai cách thì cho kết quả tương đương nhau. Thầy đáp số này. Câu A là thầy ra là 441 mét vuông. Câu B là thầy ra 418,95 mét vuông. Đó. Để các em ghi hết rồi vợ. Cả hai cách. Để dụ đi lúc mình làm bài ấy, thì mình gặp bài toán như thế này. Em nhớ cách nào thì em làm cách đó. Rồi, bạn nào xong rồi, bạn nào chưa xong rồi giơ tay lên thầy nào. Đấy, giơ xong rồi mình giơ tay lên. Xong hết chưa? Giơ hết lên nào. Nào xong rồi giơ tay lên nào.
Được chưa? Úi giời ơi, thiện nhân thì giơ cả tim hết cả lên kia. Đấy, hôm nay là thầy ôn lại các bạn nhé, nhớ lại ba dạng toán nghe chưa? Đây, vừa rồi ra ví dụ được một số cái bài. Đấy, để còn đấy thì chắc buổi sau mình sẽ luyện tiếp. Đấy, bây giờ thì thầy sẽ đợi những con nốt các bạn chữa nốt đi, xong là ta ghi bài về nhà nhá. Các bạn nhớ cho thầy là cái lịch học của mình vẫn theo lịch cũ. Tuy nhiên là thay vì đến lớp thì mình gặp nhau qua màn hình điện thoại, màn hình máy tính. Nha, chắc một vài buổi thôi. Khi nó ổn định tình hình lại chúng ta lại quay lại lớp ta học. Được chưa? Đấy. Nhưng học thế này phải nghiêm túc nhá, ra bảo nhá. Đấy, học phải nghiêm túc, tập trung. Học online mà mình nghiêm túc tập trung thì mình rất có hiệu quả. Bởi vì mình chẳng phải đi đâu cả. Mình ngồi ngay nhà mình cũng có thể học bài được rồi. Đấy, ví dụ trường hợp mà mưa gió chẳng hạn, bạn đi bạn nào ở nhà xa nhà thầy ấy thì bạn thấy hôm nào mà mưa gió đi học rất là vất vả đúng không? Nhất là bạn nào mà qua cầu ấy, ngày nào mà bão chẳng hạn. Đi xa nhiều khi là gió thổi có bao giờ bị thổi bay xuống dưới chưa? Bảo Linh. Đã bao giờ đi qua cầu bị thổi nó bay xuống dưới sông chưa? Em chuyển nhà rồi thầy. Ờ, à, thế nhà em chỗ nào? Cách nhà thầy một cây rồi. Ui giời, gần thế nhỉ? Thì có đứa nào nhà ngay cạnh nhà thầy không? Cách nhà thầy một cây là rất gần đấy, đi bộ được. Con có thể đi bộ với nhà thầy. Rồi thì đọc, thầy ghi bài tập về nhà nhá. Ok. Bài về nhà. Thầy phải lấy cái bút con lợn nha. Yeah. Bài về nhà nhá. Các bạn thích mấy chục bài nào? Thảo Linh thích mấy chục bài? 30 bài hay 50 bài? Một chục bài trừ 10 ạ. Ôi, một chục bài thì cho 100 bài đấy. Làm bài số 1. Cho từ dễ đến khó. Cái bài nào đấy? Hả? Cái bài đấy? Chưa biết. Để xem bọn này thái độ thế nào. Đây là bài số 1 này, số học sinh giỏi. Số học sinh giỏi của một trường. Tiểu học là 64 em phải chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Chiếm 12,8% số học sinh toàn trường. Hỏi trường đó có bao nhiêu học sinh? Nha, đấy câu đơn giản trước nha, bài số 2. Một người bỏ ra này 9.500.000 đồng, bỏ ra 9.500.000 đồng tiền vốn để mua hàng. Chín triệu năm trăm nghìn đồng tiền vốn để mua hàng. Sau khi bán hết hàng thì
người đó thu được 12 triệu đồng. Chấm này, hỏi A nhỏ, tiền bán bằng bao nhiêu phần trăm tiền vốn? B, người đó đấy, lãi được bao nhiêu phần trăm? Đấy, người đó lãi được bao nhiêu phần trăm? Đấy, số 3. Đây là một cái vấn đề rất là quen thuộc nhá, và rất là thực tế. Được chưa? Bài số 3. Một trại chăn nuôi sau khi bán 250 con gà thì còn lại số gà bằng 40% số gà của trại trước khi bán. Hỏi trước khi bán trại có bao nhiêu con gà? Hỏi trước khi bán trại có bao nhiêu con gà? Một bài nữa nha. Bài 4. Thêm một câu nữa. Đây bài này. Lượng muối chứa trong nước biển là 5%. Lượng muối chứa trong nước biển là 5%. Chấm này, cần phải đổ thêm vào 200 kg nước biển
bao nhiêu kg nước lã để được một loại dung dịch. Đấy, một loại dung dịch chứa 2% muối nhá. Rồi, ok. Đấy, lượng muối trong nước biển là 5% này, cần phải đổ thêm vào 200 kg nước biển bao nhiêu kg nước lã để được một loại dung dịch chứa 2% muối. Đấy, chúng ta tức là mình hiểu nôm na là bài toán này là bắt mình pha loãng cái nước muối ra, pha loãng ra từ cái loại là từ 5% nó giảm xuống cái còn lại còn có 2% muối thôi. Đấy. Bốn bài nhá. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ gì? Chúng ta sẽ phải gửi bài tập trước giờ vào học nhá, các bạn gửi riêng nhá các bạn nhá. Các em lưu ý là các bạn sẽ gửi riêng cho chị trợ giảng. Cho chị trợ giảng của thầy nhá. Đấy, chúng ta gửi lên nhóm thì nhỡ các bạn khác bạn lười làm bài, bạn lại chép của mình thì sao, đúng không? Chúng ta gửi riêng cho chị trợ giảng. Đấy, và bạn nào gửi bài được có bài về nhà mới vào lớp nhá. Có bài về nhà mới được vào lớp. Chúng ta nhớ lịch của ta này. Nhớ lịch nhá. Đấy, mình vẫn giữ là thứ ba lúc 14 giờ 15 và thứ bảy lúc 17 giờ nhá. Đấy, tạm thời vẫn như vậy. Chúng ta sẽ đi học thì chúng ta vẫn giữ nguyên cái lịch này nhá. Nữa thì khi đi học thì thầy để điều chỉnh lại sau. Các bạn nhớ này, sau khi kết thúc buổi học, nghe dặn này, tập trung nghe, không lại tí không làm đúng này. Sau khi kết thúc buổi học, các bạn lấy điện thoại ra chụp hết tất cả các trang vở ghi của mình lại. Nãy giờ chúng ta ghi từ đầu buổi đến giờ mình ghi chép cái gì mình chụp hết lại. Từ đầu buổi đến giờ ví dụ viết bao nhiêu trang chụp hết lại. Được chưa? Chụp hết lại này, sau đó các em vào trong nhóm Zalo em gửi một loạt. Gửi luôn một lúc nhá, bằng đấy ảnh luôn chứ không phải là gửi từng trang một đâu, nghe chưa? Chụp trước, gửi sau. Nhá, chụp trước rồi gửi sau, gửi cả loạt hết bằng đấy vở ghi của mình. Đấy, bao nhiêu trang để gửi hết. Thế thầy, mẹ em đi chơi rồi, bây giờ em gửi cho vào Messenger của thầy đâu? Có Messenger của thầy á? Được, được. Ok.